mua đồ gỗ tại xưởng sản xuất nhưng mà giá lại còn đắt hơn cả hàng chợ, đúng không ạ? Chắc là quý anh chị cũng đã xem những cái video của Mộc Nam Huy, và khi mà so sánh một cái sản phẩm bàn ghế của cơ sở bên em mà so với hàng chợ ấy, thì chắc chắn thì em xin nhận là bên em bán giá cao. Thậm chí nhiều khi cá nhân em nhá vẫn còn bị nghe những cái lời nói bảo là bán còn đắt hơn cả cửa hàng, rồi bán thế này thế nọ. Tuy nhiên thì chúng em không bao giờ quan tâm, và em hôm nay em sẽ phân tích cho quý anh chị là tại sao mua đồ gỗ tại xưởng sản xuất mà còn đắt hơn cả hàng chợ đó, đắt hơn thì nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người xem cái bộ ghế này, là bộ ghế bát tiên cột 12 chân 14 và tay lân nguyên khối. Và tại sao bên em làm đắt hơn thì quý anh chị có thể xem đây là cái một cái bộ ghế mà chưa từng xuất hiện trên thị trường, và tất nhiên hàng chợ sẽ không bao giờ có cái hàng này, bởi vì ở đây cơ sở chúng em làm toàn bộ đều là theo tiêu chuẩn cao hết. Đầu tiên thì anh chị có thể nhìn thấy cái phần trương ghế này. Ở đây thì cơ sở bên em thiết kế có cái tổng chiều cao lên đến là 35 phân. Đó, đúng ra là 36, chúng em đục xuống còn 35 phân. Và cột 12 tay lân nguyên khối. Trên thị trường các anh chị mua hàng tràm bông vàng lõi, không bao giờ các anh chị mua được cái hàng mà tay lân nguyên khối như thế này nha anh chị nhá. Xin đảm bảo luôn với quý anh chị. Ở hàng chợ ấy, anh chị thấy là người ta lâu lâu người ta có một bộ, hai bộ, người ta đem ra người ta quay cho mọi người xem thôi. Chứ còn không bao giờ người ta quay cho mọi người xem cái xưởng sản xuất. Đó, bên em mọi người nhìn xưởng sản xuất của bên em bên này. Đây là một cái bộ ở trong một lô 6 bộ. Còn ở phía bên trong thì em còn rất là nhiều. Đó. Thế thì tại sao bên em lại bán đắt hơn hàng chợ? Thì mọi người phải thấy rằng là cái sản phẩm nó khác biệt, đúng không ạ? Tiêu chuẩn nó cao và nó không bao giờ là giống với cái hàng chợ được. Hàng chợ thì các anh chị xem là nhiều khi người ta nhập về một bộ hai bộ ấy, người ta quay cho quý anh chị xem, người ta bảo là cái này là tràm bông vàng lõi rồi tràm rừng này kia các kiểu, nhưng mà không bao giờ quay cho mọi người được cái xưởng, bởi vì đa phần là chỉ nhập về bán lại thôi. Nhiều khi thì những cái hàng đó ấy, chưa chắc nó phải cây tràm bông vàng, nhiều khi nó còn là cây tràm lai ấy. Thì tràm lai đấy như nào em chia sẻ cho mọi người xem nhé. Những cái con lân nguyên khối như thế này ấy, nhiều những cây tràm lai người ta ghép hai con trên dưới lại với nhau, và nhiều khi ở cái đường ghép này hai cạnh của nó còn dính rác đấy cơ. Đó, đặc sản của những cái cây tràm lai như vậy. Còn cây tràm bung vàng lõi nha mọi người, ở bên em làm là làm từ cây to. Đây mọi người xem cái phách của nó đằng sau lưng cái ghế bằng này, em mua toàn bộ là mua phách to, phách lớn hết. Đó, có những cái phách to như này đó để làm ra những cái tó, rồi và những cái phách như thế này để làm ra những cái tay lân nguyên khối. Cho nên là khi chúng em đầu tư ra một bộ bàn ghế ấy, nó không phải chuyện đơn giản như là cái hàng tràm hàng chợ đâu. Cho nên giá của bên em lúc nào nó cũng có phần nó nhỉnh hơn. Nhưng mà nói về chất lượng thì chắc không cần phải bàn nữa. Mọi người xem trên một bộ bàn ghế này, chúng em đã thiết kế xong. Tại sao em có cái bàn này em chưa bắn xong này, mà cho dù gỗ bên trong xưởng em còn rất nhiều. Mọi người xem cái đống mặt này. Đó, bên ngoài nữa này. Đó, tại sao em có gỗ ở đây mà em lại chưa đóng? Thì chia sẻ cho quý anh chị em xem. Đó là khi mà bên em đóng vào một cái bộ bàn ghế sản phẩm của bên em ấy, thì yêu cầu của cơ sở bên em đó là chất gỗ nó phải đảm bảo khô, khô một cách tối đa thì bên em mới làm. Chứ không phải là đóng bàn ghế theo kiểu là nhặt về bộ hai bộ bán đâu. Đó, rồi đăng lên là tràm bông vàng vi tràm rừng các kiểu. Nói chung thì nó không có một cái bằng chứng nào là sản xuất cả. Bên này là bên cơ sở bên em, xưởng chúng em có bảng tên rõ ràng nhá, xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Đó, bên trong là gỗ này, rồi bên ngoài mọi người xem cây cối gỗ lẹt của bên em làm. Đó, những cái sản phẩm chúng em đóng thì nói chung thì khách hàng đã xem video là biết, xem kênh của bên em là biết rồi. Cái chất lượng cái cây của chúng em là luôn luôn rất là đúng chuẩn chỉ tràm bông vàng, chứ không phải là tràm lai. Mọi người lưu ý nhá, sẽ có những cái dòng tràm lai cây nó to hơn một chút, rồi người ta ghép lại là giống như kiểu các con lân nguyên khối ấy, rồi người ta bán là gỗ tràm rừng rồi tràm bông vàng các kiểu. Khách hàng chả bao giờ biết được. Nhiều khi bán một bộ bàn ghế rẻ đi vài triệu thì quý anh chị cũng không bao giờ anh chị nắm được là tại sao. Đó, thế cho nên là hôm nay chúng ta thiết kế ra cái mẫu ghế này. Đó là mẫu bát tiên nhá. Đục chạm hai mặt, tổng chiều cao tó của nó là 35. Thiết kế là nó to hơn cả hàng gõ đỏ luôn. Đó, cho nên là cái bộ sản phẩm nó rất là VIP. Nói chung là hàng này khi chúng em đóng lên thì
nó đã là không có trên thị trường rồi, và chắc chắn là không có trên thị trường rồi nhá. Thì quý anh chị mà có nhu cầu cho những sản phẩm tương tự như này có thể liên hệ với cơ sở bên em để đặt. Tuy nhiên giá là cho xin lỗi trước là chúng em bán cao hơn giá hàng chợ và cao hơn là của các đơn vị người ta nhập hàng về bán nhá. Em xin nói trước luôn, mà mỗi anh chị có thắc mắc bảo là tại sao ông này sản xuất ra mà còn bán mắc hơn, thì anh chị phải nhìn vào những cái chi tiết nâng cấp của cơ sở bên em đó. Mặt ván ở đây thì cơ sở chúng em đóng trên hàng này là mặt 2,5 và đóng trên một lô là 6 bộ nha. Cái này thì mọi người xem một bộ ở bên trong này cho mọi người xem nữa. Cây cối tất cả ở bên này, cái cây chạm bông vàng mà cây lõi đấy, mọi người cứ xem những cái đầu cây này đó, cái đầu nó đặc nó đẹp đó, cây nó không có bị bán tì rác nhiều, đó mới là cây chạm bông vàng hàng xịn chuẩn chỉ. Còn chúng em đóng lên thì nó sẽ theo một lô. Nhiều khi thì những người mà chưa sử dụng sản phẩm của bên em, hoặc là những quý anh chị chỉ tham khảo giá ngoài chợ thôi, thì khi xem tại cơ sở bên em thì cứ hay trách móc bảo là đắt với rẻ, nhưng thực ra thì phải là khách hàng sử dụng cơ. Những anh chị đã mua hàng của cơ sở bên em còn có những phản hồi lại là cảm ơn cơ sở bên em vì những cái sản phẩm nó chất lượng, nó đúng như thực tế. Ở với chúng em thì chúng em sẽ cố gắng hết sức trong cái việc là nâng cấp sản phẩm và làm cho cái sản phẩm càng ngày càng giá trị. Chúng em xin phép và xin lỗi quý anh chị là chúng em sẽ không bao giờ đi theo cái lối mòn của thị trường, đó là làm thật là rẻ để cạnh tranh về giá. Anh chị sẽ không thể tìm được những cái sản phẩm giá rẻ nhất tại Mộc Nam Huy, nhưng tự tin quý anh chị sẽ tìm được những sản phẩm chất lượng trong mức giá tốt nhất tại cơ sở em. Xin chào và hẹn gặp lại.